Hôm nay thì Samsung ra mắt những cái chiếc máy Galaxy S24 cao cấp nhất của hãng vào đầu năm. Samsung nhấn mạnh vào khả năng tích hợp Galaxy AI, tức là hệ thống trí tuệ nhân tạo của Samsung lên những chiếc máy này. Một tính năng rất là hay ho là khoanh vùng tìm kiếm. Ví dụ như là khi bạn đang chụp hình hay là lướt web hay là trên mạng xã hội và thấy một cái nội dung nào đó, một cái hình ảnh nào đó cần tìm kiếm, ví dụ như là thấy một chiếc xe hơi, một đôi giày v.v. thì có thể bấm giữ cái nút Home trên màn hình, sau đó khoanh vùng vật mình muốn tìm kiếm và máy sẽ trả về thông tin của nội dung bạn vừa mới khoanh vùng. Galaxy Keyboard thì nó có thể gợi ý những cái đoạn văn bản của các bạn, ví dụ như các bạn nhắn tin cho sếp đi, đó là sếp ơi em muốn tăng lương, hay là sếp ơi em muốn xin nghỉ phép, thì bản thân cái keyboard, cái bàn phím của Samsung sẽ gợi ý cho các bạn một cái cách viết nào đó để nó formal hơn hoặc là nó casual hơn, tức là nó rất là phù hợp với văn phong của các bạn. Ví dụ các bạn chỉ cần nói là sếp ơi em muốn tăng lương, tuy nhiên AI có thể gợi ý là ABCD cái gì đấy một cách rất là gọi là sao ta, được thêm thắt để cho nó hay ho hơn. Ngoài ra thì Galaxy AI cũng có một cái tính năng gọi là trợ lý ghi chú, trợ lý cuộc họp, trợ lý ghi âm vậy. Thì trong một cuộc họp các bạn ghi âm rồi thì sau đó từ cái file ghi âm có thể chuyển sang được thành văn bản và thậm chí có thể tóm tắt ý chính của văn bản đó để các bạn có thể hiểu rõ hơn vào một cái cuộc họp gì đấy. Thì tất cả những AI, trợ lý AI đó sẽ giúp cho công việc của các bạn nó thuận lợi hơn. Và khi các bạn xem một cái website ở trên trình duyệt của Samsung Internet thì nó có thể gọi là tóm tắt thông tin của trang web, có thể dịch thông tin của trang web sang tiếng Anh, sang tiếng Việt, sang tất cả các thứ tiếng, khoảng 13 thứ tiếng khác nhau, và có thể gạch đầu dòng những ý chính của website đó để giúp cho các bạn gọi là tìm hiểu thông tin ha. Còn về giải trí thì nó như thế nào? Khi mà các bạn chụp hình xong ha, thì AI nó có thể gợi ý các bạn chỉnh sửa ảnh như thế nào đó cho nó tối ưu, cho nó đẹp mắt. Thậm chí các bạn có thể di chuyển đồ vật, có thể thêm thắt đồ vật, và khi mà crop hình ảnh gì đấy mà có bị khuyết, bị thiếu một cái hình ảnh gì đấy trong cái hình của các bạn thì AI sẽ tự thêm các chi tiết đó vào một cách rất là mượt mà. Và một cái điều rất là đặc biệt mình rất là thích cái Galaxy AI là gì? Có nghĩa là trong các video và hình ảnh được tạo ra thì sẽ có một cái watermark, có một cái dấu chìm đánh dấu lên cái sản phẩm đó để biết rằng sản phẩm được tạo bởi AI. Có nghĩa là một cái cách để nhận biết đó là sản phẩm của AI trên mạng và không có phải là gọi là sao ta, nhầm lẫn một sản phẩm giữa của người sáng tạo nội dung và một sản phẩm được sáng tạo bởi AI ha. Cụm camera của Galaxy S24 cũng được tăng cường AI. Cụm camera của S24 Ultra gồm có camera góc rộng độ phân giải là 200 MP, camera góc siêu rộng là 12 MP và camera zoom có độ phân giải là 10 MP và 50 MP, tương ứng với mức zoom là 3x và 5x. Kích thước điểm ảnh thì đã được nâng cấp lên lớn hơn 1,6 lần so với thế hệ trước. Biên độ chống rung quang học cũng lớn hơn 2 lần. Những thứ này kết hợp lại với nhau sẽ giúp cho hình ảnh và video chụp đêm từ dòng Galaxy S24 sáng rõ hơn so với thế hệ S23. Galaxy AI cũng được ứng dụng vào chụp ảnh và quay video để hình ảnh chất lượng hơn khi mà zoom từ 2x lên đến 10x. Và đặc biệt là ở mức zoom 5x thì có thể quay được video ở mức độ phân giải là 8K. Về hiệu năng thì Galaxy S24 Ultra sử dụng bộ xử lý Qualcomm Snapdragon 8 thế hệ thứ 3, RAM 12GB, bộ nhớ trong từ 256GB cho tới 1TB. Thiết bị này có cái buồng hơi lớn hơn 1,9 lần so với trước, tăng cái khả năng tản nhiệt và có thể tăng được hiệu năng của máy khi mà chơi game. Màn hình của S24 Ultra sáng nhất trong các máy Galaxy từ trước đến nay, với độ sáng là 2600 nit, sáng hơn 40% so với thế hệ trước. Màn hình này có thể điều chỉnh tần số quét từ 1 cho tới 120Hz để đảm bảo mức hiển thị tốt nhất nhưng vẫn tối ưu thời lượng pin. Ngoài ra thì Galaxy AI cũng hỗ trợ phiên dịch các ngôn ngữ khác nhau, khoảng 13 ngôn ngữ trong đó có tiếng Việt ha. Thông thường sẽ được nhấn mạnh về camera, về cấu hình. Tuy nhiên năm nay thì Samsung nhấn mạnh vào khả năng tích hợp Galaxy AI, tức là hệ thống trí tuệ nhân tạo của Samsung lên những chiếc máy này. Có nghĩa là nó là một cái sự kết hợp giữa ChatGPT với một chiếc điện thoại rất là mạnh mẽ của thế hệ Android. Như vậy thì nó có gì khác biệt? Có nghĩa là khi mà các bạn dùng ChatGPT để cài lên những cái điện thoại này thì nó ChatGPT hoặc là AI nó giống như là một phần mềm của bên thứ ba cài vào máy và có thể nó sẽ không có ổn định gì cả. Khi mà Galaxy AI được tích hợp trên những chiếc Samsung thế này,
tích hợp sẵn vào máy, được cài sẵn vào máy thì đảm bảo cái sự ổn định, thông minh và hoạt động rất là mượt mà. Ok, cảm ơn các bạn.